quá trần trời đất, xe về ngập nhà. Giữa tuần chốt đơn bà con ơi, hôm nay xe giá rẻ nè, giá bèo của chú anh chị mình luôn nè. Đó, xe đi làm này, giá hữu nghị FI nè, Louis giá mềm nè. Hello, mến chào cô chú anh chị cùng các bạn và em nhỏ quay trở lại với kênh YouTube xe máy Thái Bảo. Ngày hôm nay thì là lần đầu tiên cho Thái Bảo thì gửi lời chúc đến cô chú anh chị bà con trên mọi miền đất nước một lời chúc sức khỏe và chào thân thương và tôn trọng nhất. Thưa cô chú anh chị, trở lại với cửa hàng xe máy Thái Bảo thì mình đang bán xe máy cũ, máy cỏ, thập cẩm, tầm trung đâu có sử dụng của cô chú anh chị mình, phục vụ bà con cô chú anh chị mình tình mọi miền đất nước, như văn phòng, học sinh, sinh viên, thợ hồ, sân nước, xe ôm, cửa sắt nói chung vân vân, đi dùng đi đẩy thì sử dụng xe không được hết. Và đặc biệt hôm nay em về cũng là được một cái số lượng xe, nói chung là cái giá cả hợp lý và có chất lượng cho cô chú anh chị mình. Thì tới hàng xe máy Thái Bảo, thưa cô chú anh chị mình, thì bên em bán hàng là có hỗ trợ bảo hành cho cô chú anh chị mình này, ăn bậy không nói bậy nghe, à không làm bậy, có bảo hành xe cũ, có tặng quà gồm kiến, nón và nhớt cho cô chú anh chị mình. Và đặc biệt bên em có hỗ trợ ship xa, chỉ cần cô chú anh chị nhìn trên màn hình em quay, số lượng xe nó được rất là nhiều, không được chi tiết rõ ràng lắm đúng không? Thì cô chú anh chị mình thấy mến một chiếc xe nào, kết bạn Zalo cùng em hai số trên màn hình, em sẽ cho cô chú anh chị mình coi chi tiết và nội dung của chiếc xe đó như thế nào và làm sao. Thì cô chú anh chị chốt đơn em ship địa phương cho anh chị, chỉ cần chỉ cọc cho em 1-2 triệu đồng thôi. Thì bên em á diễn giải xe thì của nó cô chú anh chị mình rồi, xấu là em khoe, tốt là em che, để cô chú anh chị khỏi thất vọng vì em bỏ ngày công từ xa, từ Tiền Giang miền Tây lên từ miền Trung vô. Thì cô chú anh chị thấy xe không vừa lòng, rất buồn não nề, thì trong lúc đó em là người bán hàng thì cũng thật là khó chịu. Tụi em diễn tải nào là một xe mới, em tải chỉ có năm thôi. Còn đặc biệt bên em thì luôn luôn hỗ trợ đặc cốt cho cô chú anh chị mình, nhân gốc cô chú anh chị mình tốt, ví dụ bên ngân hàng thì cô chú anh chị mình đương trả tốt, hoặc là có bản lương, hoặc là đương gốc vừa xong để hỗ trợ hết mình. Tình hình bây giờ cũng rất là khó. Và không được cô chú anh chị mình chờ đợi lâu nữa, Thái Bảo xin review cô chú anh chị những chiếc xe đã có mặt trong cửa hàng cho cô chú anh chị mình luôn nghe. Rồi bắt đầu nè, theo chân em. Mà trước khi review xe thì em quanh giới thiệu cô chú anh chị một cái địa chỉ khá thân thuộc của cửa hàng xe máy Thái Bảo cho cô chú anh chị mình nghe. Rồi hôm nay xe rất nhiều, giá rất hợp lý cho cô chú anh chị mình. À, cứ mỗi ngày em đều cập nhật xe và chia sẻ những chiếc xe thân thương cho cô chú anh chị ơi. Cô dì chú bác mình ơi, địa chỉ cửa hàng xe máy Thái Bảo là số nhà 60 đường Bình Chiểu, khu phố 3, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức. Và hai số điện thoại em đã chốt in trên màn hình. Thì Zalo và số điện thoại đã có rồi, cô chú anh chị vui lòng kết bạn cùng em hai số đó để chia sẻ những gì cần thiết nhất cho những chiếc xe cũ. Và quay trở lại một con đường khá thân thuộc bên này, cô chú anh chị mình đến từ miền Tây lên nè, miền Trung vô, Tây Ninh xuống Sài Gòn ra, cô chú anh chị đến ngã tư Gò Dưa hoặc chợ đầu mối nông sản Thủ Đức trên quốc lộ 1A, cách cửa hàng em 700m, nếu không biết đường em sẽ tận tình đi đón anh chị. Và cái địa chỉ em đã ghim trên màn hình, khi cô chú anh chị mở cái màn hình ra, địa chỉ nó chạy trên đầu cái màn hình rồi, thưa cô chú anh chị mình. Và trở lại một con đường khá thân thuộc bên này, anh chị đến từ Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Đà Lạt, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, vân vân và vân vân. Cô chú anh chị đến với ngã tư 550, trở lại với bệnh viện quân y quân đoàn 4, cách cửa hàng em là cũng một cây số, anh chị chạy thẳng ra, nó nằm bên trái, nếu không biết đường em cũng tận tình đi đón anh chị. Cửa hàng xe máy Thái Bảo nằm trên đường Bình Chiểu, gần trạm y tế phường Bình Chiểu. Rồi hôm nay thì xe trước mặt em làm luôn, em không để cô chú anh chị mình chờ đợi lâu nữa, theo chân em. Và để tiếp tục review xe hôm nay, em sẽ giới thiệu cô chú anh chị một con xe huyền thoại nghe, một chiếc xe huyền thoại màu rất là sặc sỡ, đúng màu vàng luôn nghe cô chú anh chị mình, xe màu vàng, một chiếc BX bao nhiêu người mơ ước đã từng trôi qua theo năm tháng, nhưng chất lượng vẫn còn ok nghe cô chú anh chị mình. Biển số An Giang cô chú anh chị mình ơi, 67B2 nè. Rồi anh chị coi con xe này, BX tiện có nhiều tầng lớp, nhiều loại. Vừa rồi em bán một con biển số Hà Nội là 30 mấy triệu, em đã chia sẻ cho anh bên Dĩ An rồi. Thì chất lượng cao hay chất lượng thấp thì theo chiếc xe nguyên lý của nó như nào. Còn xe này trong ngoài nội thất, xe này có dọn vàng áo vàng lông, làm ra cà vạt mới, làm lại màu nghe cô chú anh chị mình, nó là màu vàng. Nói chung xe vận hành đầy đủ, máy em ru nước không sôi, chất lượng cao, 600 đầu là BX 150. Đó, con này thì khỏi phải cần quay nữa, nó quá thẳng đi cho cô chú anh chị mình, con BX này. Rồi BX quá chuẩn, em không cần phải nổ máy nghe. Những chiếc xe nào em nổ máy em sẽ chia sẻ cô chú anh chị mình rõ ràng chiếc xe máy keo như thế nào. Ở đây em bán hàng thì cái tâm nguyện của người làm xe cũ thì em có chia sẻ cho cô chú anh chị mình rồi.
à, cô dì chú bác mình ơi, cái chỗ nào lỗi chỗ nào trai thì em sẽ chia sẻ cô chú anh chị. Xe này dọn full nguyên con, dọn full nguyên con màu vàng cực đẹp nha cô chú anh chị mình, dọn bản Sport rồi, giá 25 củ khoai chỉ có 25 triệu đồng cho con xe này. Mà nếu cô chú anh chị mình tới cửa hàng, em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị mình giảm chút lọc chút lá, à, đường xá xa xôi thiện cảm với em Thái Bảo nghe cô chú. Nếu thương em bán hàng em rất thật lòng và quay ở đây, em quay xe rất có tâm và chi tiết nghe, chứ không phải quay xe quay lướt ra chỗ nào đẹp thì quay, chỗ nào bẻ để lại đâu bán cho ai, à, YouTube gọi là sự triền miên lâu dài với khách hàng thân thương của mình. Em cảm ơn cô chú anh chị đồng hành ủng hộ chia sẻ cho em. Và tiếp tục review xe, em chia sẻ cô chú anh chị thêm một con này là con quay Alpha up chiếc X nghe cô chú anh chị mình. Quay Alpha lên chiếc X em báo rõ ràng lên nguyên zin đồ hãng hết toàn bộ nghe, à, thiếu cái ba ga em sẽ tặng cô chú anh chị một ba ga bẩn. Còn chiếc xe dọn từ niền cô xe vỏ bánh trước sau như mới, nói chung không lai một món gì, dọn full đồ ring, à, tất cả từ phục phèo tất cả đều đồ ring hết người cô chú, xe không lỗi nghe, xe không lỗi lầm, vỏ bánh mới thân nó dọn nguyên bản từ trong hãng dọn về tới cảng cũng là chiếc X nghe cô chú anh chị mình, không mất một món gì của chiếc X. Biển số là 60S8, xe này có chứng minh chủ đầy đủ nghe, 60S8 Biên Hòa Đồng Nai, à. Rồi cô chú anh chị coi xe này quá chi tiết cho con xe này, em quay rất nội tâm nghe, à, gô xe trước sau câm liền bánh vỏ mới tổn tuần tôi, à, nó không lỗi miếng nào, chỗ nào lỗi em chia sẻ cô chú anh chị mình. Và với giá tiền cho con xe này thì 17 triệu em ship đi, 16 triệu 500 tại cửa hàng, tiền dọn không hơn 16 triệu chưa tính xách xe nghe cô chú anh chị mình. Còn đồ riêng áo hãng cản hãng tất cả nội thất trong ngoài ok bao cho cô chú anh chị mình chạy và được bảo hành 1 năm đó. Chia sẻ chính xác một con xe Alpha lên chiếc X, em nói rõ ràng chi tiết. Và tiếp tục review thêm một con nữa, chia sẻ cô chú anh chị mình một con xe này là một con Vision đời đầu, à, màu xanh nghe, xe theo năm tháng kinh nguyên bản không sơn dặm bắn úp, có đầy sức một vài điểm nhỏ đơn thuần như là cản có đầy lâu ngày thì cản có đầy nghe, biển số Bình Dương, giá là 11 củ khoai, tới cửa hàng em giảm cô chú anh chị 10,5 thôi, còn ship đây 11. Xe này máy là cực chất nghe, em bao máy bảo hành 1 năm cho cô chú anh chị mình. À, em quay rất có tập nghe cô chú anh chị, từ từ bình tĩnh cứ chia sẻ những con xe nào mình yêu thích nghe, à. Đó vàng lông vàng lá ngày xưa giờ tem giấy còn luôn nghe cô chú anh chị mình đây. Đó cô chú anh chị coi này, bánh vỏ của nó này trước sau còn vận hành tốt nghe, Jaguar còn ok cho cô chú anh chị mình luôn đó, em nói rõ ràng chi tiết, ăn bậy không nói bậy không làm bậy, cô chú anh chị thương em Thái Bảo chốc đơn trai chốc like cũng được. Trên màn hình, trên hình ảnh bán hàng thì thưa cô chú anh chị mình rất là nhiều điểm bán hàng có thể rẻ hơn, rẻ hơn hoặc là xe đẹp hơn, nhưng coi đẹp chắc như thế nào, con người ta sống từ quê lên trong sình phèn nó khác, mà trong phù phiếm xa hoa hạt sân dặm bắn túc chân giò dơ giấy thì nó sẽ khác nhau mỗi chiếc xe. Còn bên cửa hàng nào bán rẻ hơn cô chú anh chị mình cứ mua, còn bên thương anh Thái Bảo thì ủng hộ chia sẻ cho em. Rồi tiếp theo em review cô chú anh chị mình một con này là một con RXFE phun xăng điện tử bánh mâm, xe màu trắng. À, em quay rõ ràng bánh mâm màu trắng hay xe này không có lỗi, thì lỗi thì nhất như phải có đầy một vài chấm theo năm tháng, thì từ thời điểm đó bây giờ cái giá mua mới 27 triệu, bây giờ còn chưa được nửa tiền cô chú anh chị mình ơi. Đây có đầy một chút xíu ngay đây cô chú anh chị, em chỉ rõ ràng nghe, không bao giờ lay lại cái nào. Chân giò ốc nhái là cực đẹp nghe, đầu cổ máy chinh đầu chưa đó em báo rõ ràng. Rồi em quay từ từ chậm chậm cô chú anh chị quan tâm theo dõi clip của em. Rồi biển số Sài Gòn luôn quận 2 nghe cô chú anh chị mình, 59B1, con này là 12 năm em bao ship 12 triệu tại cửa hàng, chiếc xe rất chuẩn máy riêng, bảo hành cô chú anh chị 1 năm 2 năm cũng được. À thì em chia sẻ những con xe nào chân giò, bên em bán hàng người ngay việc thật, nói sao có vậy, chân giò xét rỉ hay bị một mục em sẽ báo cô chú anh chị rõ ràng để khỏi thất vọng về em đó, em nói thật tâm. Rồi sau con này đến một con xe FE để cô chú anh chị mình làm phương tiện đi lại, đi làm đi lao động nghe cô chú anh chị mình ơi, nhưng mà chạy cũng ngon nghe, bao cô chú anh chạy đường xa luôn. Anh chị đã từng trải nghiệm qua một con hai cho tay SS chưa, à hai cho tay SS nghe anh chị, con này câm liền bánh vỏ ốc cốt là ok này, máy móc khỏi cần bàn, em bao máy bảo hành 1 năm luôn, với giá tiền nhẹ nhẹ vẫn bảo hành 1 năm cho cô chú anh chị mình luôn. Xe có trầy một miếng bên này, có trầy nhẹ nhẹ nghe cô chú anh chị mình, chứ không phải nói tầm bậy tầm bạ đâu. Chân giò máy là em bao zin nghe, à máy là bao zin lốc liếc là cực kỳ, không xét rỉ nghe anh chị, đã trải nghiệm qua dòng hai cho tay của chị nhìn ốc tốt này, máy không nhớt không nghe. À, em bán cái nào này FE nghe cô chú anh chị nhớ giùm em nghe, FE vỏ trước vỏ sau như mới,
Tại xe này là người ta mua về ta thay luôn tập vỏ, vệ sinh bố nồi và cro thay hết trong ngày, biển số 61C1 Thuận An Bình Dương. Con này 6 triệu đồng tại cửa hàng xe máy Thái Bảo, có thể bất lọc 100-200 ngàn cho cô chú anh chị mình. À, đi Grab tới ha, đổ miếng xăng chạy về trong tình thương con người với nhau. Và sự chia sẻ thì kêu lá lành lá rách cái gì, hiện tại thời điểm khó khăn này Sài Gòn hết kẹt xe rồi, à, chỉ có kẹt tiền thôi cô chú anh chị mình ơi. Thì công ty xí nghiệp đều nghỉ hết, anh em mình về quê rất là nhiều. Thái Bảo cũng rất cố gắng hỗ trợ những chiếc xe một vài trăm ngàn lấy lai lấy lọc cho cô chú anh chị mình thôi. Đó. Hay đấy, sau có ấy chia sẻ cô chú anh chị một Louis VS. À, giá rẻ bất ngờ nghe cô chú anh chị mình, Louis VS này em bán tại cửa hàng là 6 triệu rưỡi và ship đi là 7 triệu nghe anh chú. 59K1 con xe máy chim nha. GTX nghe cô chú anh chị mình ơi. Nói chung nó đều thôi, nó không có mới. Thì trải nghiệm bao nhiêu năm rồi thì con xe này nó đều, lốc chân giò nó ok lắm nghe cô chú anh chị mình. Đó. Mấy triệu thôi mua trải nghiệm chạy cho em đi. Chỉ có 6 triệu rưỡi một con Louis VS mà em nói cô chú anh chị mua con gì Nô 4 bây giờ cũng 5-6 triệu rồi. Nhưng Louis VS thì đẳng cấp, một thương hiệu 125, xe tuổi tem chạy Vivu tình ơi. Cái đèn trước người ta có dán cam mờ nghe cô chú anh chị mình, có dán cam mờ nghe, em chưa có lột ra cam mờ. Thì chia sẻ rõ ràng 6.500, xe có đầy một vài chấm đây. Em không sơn dặm, em phải chỉ rõ ràng cô chú anh chị mình luôn. Rồi tiếp theo là một con suốt đây, gọi là con si rút, à, miền Trung hay nói tiếng lái cô chú anh chị mình ơi. À, cô dì chú bác ơi hãy chia sẻ với em một con si rút này. Thì bây giờ anh chị coi chân giò của xe này, không xét, không rỉ, không mục một, em quay rất sát, áp sát cho cô chú anh chị mình luôn nghe. Đầu cổ chim, lông lá rất là đều, nói chung một vài chấm tè nhỏ nhỏ như vậy anh chị quay sát gì coi đó. Nó phải có làm sao tránh khỏi được, à, nhưng mà nó không đâm đụng, không té ngã, không ngập nước. Nói chung vận hành trong ngoài đầy đủ, chân giò rất là đều đẹp nghe, không xét rỉ, không mục một. À, niền trước niền sau còn riêng theo xe, nói có sách mất là làm, à, vậy mình mất mình làm luôn. Rồi biển số 75, tới cửa hàng là 8 triệu rưỡi mà ship đi là 9 triệu nghe, con xe này bảo hành cô chú anh chị mình 1 năm. Cô chú anh chị nơi đó là tâm sự thật lòng của em, xe này không mua mua xe gì không phải em nói, nhưng mà khi cô chú anh chị mua thử một con xe Suzuki máy chinh, anh chị mình chạy trong 2 năm, anh chị bán lại cho em mua 8 triệu rưỡi em mua vẫn được 6 triệu rưỡi 7 triệu. Thì 2 năm đó cô chú anh chị chia ra số tiền có 1 triệu mấy, mình dùng 1-2 thùng bia để đãi bạn là đã hết rồi đúng không cô chú anh chị mình. Nhưng mà tiền xe mình vẫn còn, mình vẫn được lưu hành, vẫn đi tốt ok, thì mình tích lũy phần đó lại để chia sẻ rõ ràng với tâm nguyện người bán xe cũ. Rồi chỉ có 19.500, hôm nay em giảm còn 19.300. Một con future nghe cô chú, future đèn led nghe. Cô gì chú bác mà nói em bán thiệt luôn nè. Future đèn led nghe, em quay chi tiết nè. Xe nói chung rất là đều, bánh mâm FI phun điện tử. Xe có trầy một vài đốm nhỏ nhỏ, còn dàn chân thì khá đẹp. Có 19.300.000 máy móc riêng nghe cô chú anh chị mình. Máy móc riêng. À, chia sẻ với em được con nào cứ chia sẻ nghe cô chú, gì chú bác mình ơi. Đó, em cũng nói hết lời luôn, tâm sự chia sẻ khách hàng. Có gì em nói đó, em nói rồi ăn bậy không nói bậy. Chân niền bánh vỏ này nó cũng theo năm tháng thôi, chứ vì mấy năm trôi qua thì cũng một vài điểm nhỏ. Còn đặc biệt máy là khá dữ nghe cô chú anh chị mình. Máy gì, máy gì em quay chi tiết, máy gì đầu đèn cũng liền lắm, cũng có trầy một hai chút nhỏ nhỏ nghe. Đó cô chú anh chị chỉ cần bỏ 300-400 ngàn, nếu muốn dầu em dọn dùm cho, xe như xe mới. Đó, em chia sẻ. Và tiếp theo đây là một con Jupiter, chắc lâu lắm rồi em mua được một con Jupiter này. Thì đây là em Jupiter mắt út, cặp mắt rất long lanh nghe. Đó, con xe không lỗi nghe, máy chim đầu chưa đất, con xe không lỗi cô chú anh chị mình, rất chuẩn cho Jupiter mắt cú này. À, tem bọng còn nguyên, à, nhưng mà nồi chưa rớt, đầu nồi chưa rớt, cái bô lâu ngày nó có bị xét xét chút nè. Em coi rõ ràng một cái bô thôi, còn xe em là nguyên thủy. Thì cô chú anh chị thích bắn cái bô, em chia sẻ cái bô là đẹp cho cô chú anh chị mình, sơn chống cháy luôn, rất đẹp, không lỗi, không phát hiện được có sơn hay không sơn. Còn chân giò của chú anh chị coi này nó đều lắm. Em chưa rửa miếng nước lạnh ngày hôm qua mới về, thì hôm nay em cân nhắc chia sẻ cô chú anh chị luôn. Cặp vỏ trước vỏ sau người ta mới thay luôn, mới thay mới cho cô chú anh chị mà luôn, về là chạy thôi, khỏi phải làm một cái gì luôn. Biển số 61L5, số cũng dễ nhìn, 5355. Thì con này em bán tại cửa hàng là 11 năm mà ship đi cho cô chú anh chị mình là 12 triệu nghe. Em báo rõ ràng chi tiết, đừng giảm bớt nữa tội nghiệp em. Còn cái nào em bớt được cho cô chú anh chị mình, có hoàn cảnh khó khăn, điều kiện nào em giúp được, hỗ trợ được, em hết mình bằng tâm nguyện. Chứ còn nói thật cô chú anh chị, nghề xe cũ mà, làm giao trăm họ mà. Mình bán hàng trên trang mạng, mình luôn tôn trọng khách hàng, cũng khách hàng tôn trọng mình thôi. Chứ con người không ai đúng hết được, ưu và khuyết phải có. Chứ đừng bao giờ tạo nghiệp ra kiếm củi,
10 năm đốt có một ngày là thua anh chị ạ. Tại vì cái thương hiệu mình tạo ra rất là khó, chứ phá thương hiệu rất là dễ. Thành thử em bán hàng cô chú anh chị mà em muốn chắc nhắc những chiếc xe nào để cô chú anh chị đi ngon, giới thiệu bạn bè bà con hàng xóm láng giềng hay dòng họ của mình mua chiếc xe của em nữa là tốt hơn. Chứ không phải em bán hàng một lần anh chị thấy em là sợ đâu, nhưng không phải. Trong xe cũ thì anh chị biết rồi, như con Rinder nó mới 4 mấy triệu, vẫn còn 10 mấy triệu, thiệt sự xe cũ chia sẻ phải rời rạc hơn chút xíu thì cô chú anh chị mà hiểu cho em. Còn thế giới hay là thị trường biến động hiện nay, nó về xe cũ thì cũng nhiều cái nó gọi là nó thiếu sót nhiều. Thành đó là cô chú anh chị mình có gì mình lỗi cứ điện thoại thật tiếp cho em số 995, anh hỗ trợ tư vấn cho cô chú anh chị mình hết mình. Ví dụ anh chị mua cái xe No4 này với địa phương cô chú anh chị mình mà bị hơi cái món đồ gì đó mà lâu ngày rồi, một vài năm mà cô chú anh chị mình làm hơi mất tiền, cứ alo trực tiếp cho em. Em sẽ tư vấn mua những cái đồ chính hãng mà giá cả hợp lý nhất. Quả em là bên thợ mà, em sẽ gửi về cô chú anh chị mình để ráp cho chiếc xe. Và đây cô chú anh chị mình nhìn một con xe No4 em bán có 4.500.000 đồng này đó, 4.500.000 đồng một No4, vỏ trước vỏ sau về coi lông lá liền băng máy gì, 4.500.000 đồng thôi chứ có gì xa đâu. Cô chú anh chị đi làm đi, khi cần mua nó một cái anh chị mua thử cái bình xăng với bô hết 1.800.000 à, chưa nói gì tới xe hết như đó em chia sẻ đó, khá liền nghe. Bên nào cũng như bên nào, có trầy trước thì phải có trầy rồi. Còn máy là ngon, bao chạy bao đi làm, không phải nó ngon có miệng mình đâu, mà ngon từ trong tâm mình xuất phát ra một người bán hàng mà mới nói chi tiết và cụ thể để cô chú anh chị mà hiểu về xe nhiều hơn đó. Em cũng nói thực tế và thật tâm là như vậy. Rồi Elizabeth, vậy con này FI phun xăng điện tử máy gì thì con này bán bao nhiêu trời, không mình chia sẻ thật lòng luôn. Nhiều khi mình đổ cho khách có qua có lại bảy mấy làm gì. Con này em bán cô chú anh chị 6.700.000 đồng. Tại sao không 6.700.000? Cô chú anh chị nhìn cái vỏ này nó còn như mới nghe, máy thì tinh. Bây giờ em phân giải cô chú mình hiểu, mua cái xe gì hai cái vỏ màu hai mất 1 triệu rồi, coi xe rẻ chỗ nào nè. Cô chú anh chị mua cái xe phải nhìn từ trên dưới có đều đặn hay không. Ở trang thì mặc có áo cho đẹp mà ở dưới dàn chân mang dép rách thì nó cũng không phù hợp một cái xe nào. Đó là em tâm lý thật tâm sự thật lòng với khách hàng của mình. Xe này vỏ bánh mới nghe, trước sau ok, ngay dàn lông dàn lá là có, bán dặm là ngay lâu ngày nữ đi có tài người ta có bán dặm. Cô chú anh chị chỉ về là về chạy luôn thôi, có máy khỏi cần bàn. Không bây giờ hiện tại bây giờ là xe sạch sẽ về chạy, không phải làm một cái gì nữa hết nghe cô chú anh chị mình. Chỗ này là bị dơ nghe chứ không phải là bị trầy đâu, em chùi lên chị coi nè. À, nhà em là bụi bặm bỏ lâm đó, giờ em chùi hết luôn. À, nhớ giùm em xe thắng đĩa, vỏ bánh tốt, vận hành ok, 6.700.000 đồng cho em luôn em Elizabeth. Và sao con này tới một phiêu chưa thì 27 năm, đâu biết hôm nay chia sẻ cô chú anh chị mình giảm giá cực đoan trong vòng 3 ngày nghe, nhưng mà cực kỳ cực đoan thì bán hết luôn. Thì con này chia sẻ cô chú anh chị mình với cái giá là 54V8 này, em chia sẻ với giá này 26 năm, em bán 26 triệu luôn. Một con filter ít, nói chung vỏ trước sau là ok, dàn chân có dọn nhẹ, đầu có cậu khói, máy giữa chưa trẻ, em báo rõ ràng, lông lá rất đều. À, em rú bà rú, em rú bà rú. Đó, cô chú anh chị mình dễ lên xe chạy thôi. FI phun xăng điện tử bánh mâm 2010. Đó, nói chung rất là thẳng xe, sạch sẽ, cô chú anh chị mua gì là phóng luôn, không phải suy nghĩ là một vấn đề gì nặng tay nặng chân nữa hết đó. Rồi, phải chuyển nghe cô chú anh chị mình xong Super X, X. Mà nó đến một con Accenter này 135. Xe này nói chung là xe em mua về xe đầu tiên nghe, xe rất là sạch sẽ thẳng tưng nghe, xe không trầy nghe cô chú anh chị mình. Nếu có trầy tặng xe em tặng tiền cô chú anh chị mình, xe bỏ trong nhà dẹm lôi đó hơi bụi bặm, nhưng mà đồ thì em nói cô chú anh chị rất là thẳng đồ. Thì với một con Accenter này tùy theo chỗ bán, có chỗ là người ta sẽ bán cho cô chú anh chị với một cái giá là 11-12 triệu, 10 triệu chạy không được rồi, nói thì anh đi cục sắt nha, nhìn dằn chân sát hết trơn. À, nhưng mà có thể là 14-15, là tùy theo con xe, mà 17-18. Quan trọng cái chất lượng và tố chất chiếc xe ra làm sao và như thế nào. Một lần mua một lần khó, bây giờ mất hơn 1-2 triệu, cô chú anh chị mua về chạy luôn, hay mua xe về sửa mới gọi là quan trọng nhất. Đó là điểm yếu của bên cửa hàng em bán hàng, em luôn tôn trọng khách hàng và chia sẻ nhấn mạnh. 36B3, con này để tại cửa hàng cho cô chú anh chị là 16.500, máy chiên nghe. Xếp đây là cô chú anh chị chia sẻ thêm cho em tùy theo xa găng để em chia sẻ rõ ràng bằng tâm nguyện người bán xe cũ đó, xe không lỗi nghe cô chú anh chị mình ạ. Rồi, bắt đầu một Jupiter 2020 thì mua mới là 32 triệu đúng không cô chú anh chị mình, chị cứ tham khảo cái giá Jupiter. Nói chung chiếc xe đang đẹp toàn diện, trên dưới mâm xanh, vỏ trước vỏ sau là khỏi bàn cãi, ốc cốt còn màu, chân giò rất thẳng. À, nói chung một chỗ này có trầy một chút xíu đây cô chú anh chị mình, cái tem có chút xíu trầy em quay rõ ràng, còn lốc liếc từ trong ra ngoài từ trên dưới đẹp cực kỳ, xe không lỗi. Thì một con Jupiter này
thị trường bây giờ em bán ra với cái giá là có 17.500 thôi. Thì cô chú anh chị coi được chốt đơn giùm em. Ăn nhà trong nhà em còn nữa, mới tầm 12 triệu 11 triệu vẫn có xe mà đời 24 25. Rồi nó sẽ rơi vào 14 15 triệu hơn và 26 25 nó đủ loại như con này 220 được có cái là đời nó cao nghe cô chú anh chị mình nhớ thương em chia sẻ em nói thật lòng. Về tâm niệm xe không đâm đụng té ngã không ngập nước, con xe khá đẹp. Rồi tiếp theo chia sẻ cô chú anh chị một con Akuyo. Con Akuyo này thì đó 86B2. Thì mua mới cũng là 38 triệu, mấy đứa cháu em nhà mua xe mới em biết mà. 38 củ khoai. Nhưng bây giờ em bán cô chú anh chị mình tại cửa hàng có 12.500 thôi mà con xe này có thể giá lên rơi vào tầm 10 triệu nghe cô chú anh chị mình. FI phun xăng điện tử cốp lớn. Đổ xăng trên cổ hay không có mở cái yên hay làm gì hết, thoải mái vô tư mở xe zin hay không dọn túc nó đẹp như vậy thì tất nhiên cái giá thị trường có 12.500. Ship đây còn 12 triệu tại cửa hàng mà cô chú anh chị mình không chốt đơn, chốt công gì nữa. Nó lỗ 2/3 tiền. Nó lỗ 24 triệu rồi cô chú anh chị mình là 24 25 triệu rồi. Đó con xe quá đẹp, mình đi làm, đi công việc, văn phòng, công ty xí nghiệp mình đều chốt đơn, chốt like được con này hết nghe cô chú anh chị mình ơi. Đó, em chia sẻ thật lòng. Thị trường xe rẻ anh bán rẻ. À nhiều khi cô chú anh chị thấy không? Tại sao giá cô chú anh chị mua bị tục và xe trong nhà em để vẫn tục giá, nhiều khi em mua những con xe trong nhà có coi em lỗ tới 10 triệu, 15 triệu không ai tin. Còn lỗ 2-3 triệu chị bình thường ổn. Cái lúc lỗ ai hiểu mà lúc mình mua chiếc xe mình lời 2-3 triệu ai nói cho mình đây? Thì làm ăn có này có kia, có trên có dưới có thiện ở trong chứ không phải bao giờ mình muốn mà lời nguyện 100% hết là cũng không được, mà lỗ hết thì chứ bán nhà luôn chứ bán xe gì nữa, nhưng mà cộng qua cộng lại chỉ lấy tiền bù trừ nuôi lính nuôi tráng cô chú anh chị mình đó. Em nói thiệt tình đó. Xe thì ngập nhà đầy đủ, cứ thiếu cái này bom kia gì cho cô chú anh chị mình chỉ nhận thiếu hụt hẳn rất là buồn, không có xe bán mình cũng rất là khó, nhưng cô chú anh hiểu về cái chất lượng là em ok, em cảm ơn nha. Bắt đầu chia sẻ tiếp tục theo xe rồi, và tiếp tục chia sẻ cô chú anh chị mình một con RXX 100 Polo. Đó là giống dòng xe siêu nhân á, cô chú anh chị gọi là cá lâu kiến. Xe mới về nghe cô chú anh chị, biển số Sài Thành. Xe này máy chinh chân giò rất đẹp nghe. Đó, trên dưới tâm huyết em quay chiếc xe cô chú anh chị mình coi. Nó rất là đều nghe, đó chân giò ốc nháy, máy chinh. Cô chú nhìn cái xe đi. Thì con này chia sẻ cô chú anh chị mình 9 triệu rưỡi không có gì sai. Cái này thì 7 triệu mấy cũng có rồi. À nhưng mà xe nó như thế nào, có được đẹp hay không, đó làm sao thì em tư vấn cô chú anh chị nhìn con xe của em này. Tay trước một vài điểm nhỏ cái này có thể bách hết, nhưng mà chiếc xe cũ thì làm sao nó hoàn thiện được 100%. Thời điểm đó đến bây giờ mà cô chú anh chị mình đúng không, đó em mới chia sẻ thật lòng cho cô chú anh chị mình. Nó đều lắm, nó rất là đều. Em quay dàn chân dàn đồ em nói đẹp là em áp sát cho cô chú anh chị mình coi. Đầu cổ chi em bán có 9.500.000 đồng cô chú anh chị một con rời thích vô lâu này. Và sau rồi với Polo mình sẽ chia sẻ cô chú anh chị mình một câu này. Rồi Noya có đầy trước một vài chấm nhỏ nhưng xe rất đẹp, máy móc cực ngon, mua mới là 36 triệu, FI phun điện tử. Thì cô chú anh chị mình đi làm ha, những người xinh xinh nhỏ nhỏ con da trắng trắng ấy, nhưng chị gái nào đi mua mấy con xe này đây có cái học để khẩu trang mắt kiến rồi găng tay nó cũng được, là chia sẻ cô chú anh chị mấy con xe này để nó hợp lý. Cốp thì cũng vừa xinh xắn, chiếc xe đều đặn màu xanh. Thì con này bán cô chú anh chị mình tại cửa hàng là 9.500.000 thôi, 9.500.000 đồng cho 77D1, xe khá liền này. Đó em quay rõ ràng cho cô chú mình thì chốt đơn chốt like với em. Rồi sau con Render, con Noya mình chia sẻ cô chú anh chị một con Render. Con Render thì biển số 20 nghe cô chú anh chị mình, mà bây giờ thời điểm bây giờ thì biển số đâu cũng không quan trọng rồi. Bây giờ cô chú anh chị mình chỉ chạy một thời gian là mình sang tên tại địa phương áp dụng cho cái thông tư 24. Thì chiếc này máy móc chân giò cô chú anh chị mình khỏi phải coi, rất là đều. Đó, em chưa rửa luôn nghe, xe mới về chưa rửa chưa gì làm gì hết nghe cô chú anh chị mình, lóc liếc này, không xét rỉ này, lờ sơ chân trống rất đẹp trên dưới này. Đó, Render nghe. Thì chỗ này em có tài một chút xíu đó, em bán hết cho cô chú nhìn có tài một chút xíu đó. Còn xe thì rất là liền lạc, mua mới thì 4 mấy triệu. Bây giờ em bán cô chú mình chịu bao nhiêu? Có 15 triệu tại cửa hàng thôi, ship đi là 15 năm. Nó rẻ như củ khoai lang luôn. Em nói thiệt cô chú chị rất là rẻ, tại vì xe nó ngon. Nói chuyện thì em phải báo cô chú chị rõ ràng, chứ không phải quay mình là tầm bậy tầm bạ. Ba cái đồ yêu đồ tinh mà cứ nói cho đẹp lắm thì không có thể đẹp được. Đó, xe rất thẳng nghe. Có tài một vài chấm giá tiền này cô chú chị chốt đơn đi. Này từ cái phục đăng cây nè, cặp mâm cặp bánh của nó phải là như vậy. À, để gọi là con xe nó khá dễ nhìn. Chứ còn cốp thì lớn, nói chung máy móc êm rồi cô chú anh chị chạy đi vô tình rồi. Đó, chia sẻ với em, chạy trước một vài chấm nhỏ không thể nào tránh khỏi được. Rồi thì con này chỉ có 15 triệu thôi, cô chú anh chị thêm chút tiền để nhận con 17 triệu tại cửa hàng em này.
Contender không miếng lỗi nha cô chú anh chị mình. Màu trắng sữa rất là đẹp nha. Đó, nên màu trắng sữa rất là đẹp luôn chiếc xe em nói thiệt. Không điểm chê. Xe em bao cô chú anh chị đâm đụng từ tay thắng này. Bao cô chú anh chị một sự đâm đụng té ngã, ngập nước em sẽ bao rõ ràng chi tiết. Đó, chân giò ốc nhái này. Nó thẳng băng không lỗi. Quá đẹp luôn anh chị ơi. Con xe không điểm chê nha. Quá chị nữ mua 4 mấy triệu mà giờ còn 17 triệu tại cửa hàng này, không thể bớt được thêm nữa cô chú anh chị mình ơi. Con xe quá đẹp luôn. Biển số Đồng Tháp, quê hương miền Tây mình dễ bán luôn này. Anh chị dễ chạy luôn nè. À, 18 em giảm tại cửa hàng 17 ship đi là thêm tiền ship cho em. À, xe không lỗi nghe. Và tiếp theo anh em về một con Leader. Con này thì biển số 61 Dị An. À, thì con này chia sẻ cô chú anh chị 105 là ship đi. 10 triệu tại cửa hàng. Đó, em bán chia sẻ cô chú anh chị con xe đẹp này, chưa rửa nước lạnh này. Lốc chân giò là ok này. Quá chừng thẳng luôn. Đó, tay gù mâm cong nghe, đá chống tắt máy nghe. Đời 21, 22 rồi nghe cô chú anh chị mình, xe rất là thẳng. Một con Leader như vậy em bán chỉ có 10 củ khoai thôi. Dàn xám dàn đồ tin hết nha. Trên dưới trước sau. Hai cái tay gù còn luôn nghe, chưa xuất ra luôn anh chị nghe, chưa rửa tay gù. Đây. Quay rõ ràng. Cứ có gì sai sót cứ chia sẻ với em. Em thì em bán hàng đó. Bao nhiêu năm rồi gặp khách hàng mình trên trang mạng. Họ được sự tôn trọng, ưu ái và sự chia sẻ với nhau. Đó, xe đều lắm nghe cô chú anh chị mình, không lỗi nghe. Nè, bánh của nó em chưa rửa luôn nghe, đẹp cực kỳ. Không phải em nói đẹp là đẹp đâu. Đèn cày chưa săn dặm, xe chưa nổ nghe. Đó. Nhìn con xe của em nè. Đây, chỗ này có trầy một hai chút thì nữ mà dắt vô dắt ra thì người ta đi phải trầy rồi, chứ biểu mà mới can xà beng thì không thể có được, nhưng mà một vài chút nhỏ không đáng kể. Còn đây là một cái mã lắc 2007-08, nhưng máy zin nghe cô chú anh chị mình. Xe máy zin. Chân giò cũng được lắm, chứ không đến nổi mà gọi là xét lỉ đâu. Đó. Rất đều đặn cô chú anh chị mình con xe này. Nói chung là mình cũng không đánh bách, không dọn dẹp gì hết. Nó có làm sao mình bán vậy luôn cho cô chú các bạn cùng đi nghe. À, thì đây con này em bán có 6 triệu rưỡi thôi. Có 6 triệu rưỡi một con xe tại cửa hàng mà cô chú anh chị đi thử 10 năm luôn Trung Quốc bây giờ bán nhiêu tiền rồi. À, một chút giờ 4-5 triệu có xe đẹp đi được rồi. Nhưng xe này em bán 6 triệu rưỡi biển số Sài Gòn. Chân giò rất thẳng, vỏ bánh trước sau về cui. Về chạy luôn không phải làm gì nữa hết. 6 triệu rưỡi. Jupiter em bán tại cửa hàng là 12.500. 2017 đăng ký 2018. Xe máy zin toàn tập. Màu xanh trắng, xe GB FA. Đó. Tham khảo chia sẻ với em được con nào em vớt con đó cô chú anh chị mình luôn. Có sai đâu, chất lượng thế nào em sẽ báo cô chú anh chị mình rõ ràng theo chất lượng thế đó, chứ không có nói tào lao bi đâu. Đó. Em quay nguyên hình con xe mình cùng tham khảo chia sẻ qua. Thì em mua mới 32 triệu, mà giờ có 12.500 thì cô chú anh chị mình nghĩ đi, cái giá tiền của nó là còn bao nhiêu mà cô chú đi thử xe này 3 năm nữa em mua được 10 triệu, vẫn 10 triệu bình thường, nó không có đường rớt nữa, tại bây giờ nó cao. À, nó tới năm 2017-18 lần. Cô chú anh chị có nhớ cho mày còn Jupiter nghe. À, như Jupiter này thì em có quay nãy đầu tiên cho cô chú chị mình rồi đó. À, con này thì cũng mắc cú dễ thương lắm. Máy là cực ngon nghe. Rồi, hôm nay thì em cũng sẽ review cho cô chú chị mà có một chiếc ở miền Nam này gọi là xe hơi, ở miền Bắc gọi là ô tô, mà ở miền Trung gọi là xe con. Thì có một chiếc xe mà ba miền gọi khác nhau. Thì đây em review cô chú chị hôm nay là một con Mazda. Của ông anh, ổng làm công tác ngoài Hà Nội, ổng đi nhiều quá, ổng không có xài. Ổng đến bay không à, chứ ông có chạy xe dưới đường. Hình tượng chiếc Mazda 2 này, cô chú anh chị mình ơi, xe em nói thiên toàn tập nghe. Bao cô chú anh chị mình tách hãng, xe chạy được 70.000 km, em báo chính xác. Các mấy cái cản này tất nhiên phải có dặm rồi, cô chú anh chị mình đi ra đường phải cái mấy cản nó dính nó thấp quá thì nó sẽ cà, mình sẽ có thể dặm được mấy con chỗ điểm này. Còn riêng thực tế ra cô chú anh chị mình có nhu cầu mua xe thì mua mới cũng 600 mấy, nhưng bây giờ nó chỉ hơn có 330 mấy triệu làm bao hồ sơ cô chú anh chị mình luôn nghe. À, 330 mấy triệu làm bao hồ sơ luôn. Chiếc xe khá đẹp nghe, long lanh tình đời. À, em bao tài sản nghe, đâm cấn động là em bao cô chú anh chị mình nghe. Rồi, bốn cánh cửa là không cấn, đầu đuôi không cấn, bao ngập nước luôn, bao máy zin. À, xe thì em bao cô chú anh chị rõ ràng thì chiếc xe Mazda để em quay nước ngoài. Bên này một dòng xe bên ngoài cô chú anh chị cùng tham khảo theo dõi chiếc xe này. À, có nhu cầu giới thiệu cho bạn bè cô chú anh chị mình giới thiệu là có tiền qua hồng đúng không, còn mình mua trực tiếp chiếc xe này chạy chắc là ngon. Biển số Sài Gòn nghe cô chú anh chị mình.
một đời chủ, một người đây 51F đúng đời 2017. Một chiếc Mazda 2. Mà xe này khá, vỏ bánh thì còn dày cui nha. Vỏ bánh dày cui. Nói chung nội thất thì da đen. Nói chung là xe hôm qua chở mấy đứa nhỏ đó là nội thất là da màu đen hết cái toàn bộ, cô chú mới lạnh phì phà. Nói chung xe nó còn mới quá mà. Cửa bọng thì em bao rồi. Em nói cửa bọng thì em bao, máy móc không cần phải nổ anh chị. Tại vì em bao chính xác số tự động nghe. Xe số tự động không bản sàn nghe cô chú anh chị, mà số tự động đầy đủ nghe. Đồ chơi là vi vu tình đời, màn hình Enjoy đầy đủ hết cho cô chú anh chị nghe. Camera da, camera hành trình đầy đủ cho cô chú anh chị hết luôn. Một chiếc xe Mazda 2. Đó, cửa bọng là vậy. Em nói xe không lỗi thì báo sơ thôi, tại vì em chuyên quay xe máy thôi. Em không biết vì gì xe hơi hết á. Nhưng mà đó là em nói là xe không lỗi. Đầu đuôi không cắn, bốn cửa không cắn đông, máy không ngập nước. Rồi, còn lông lá dưới dàn dàn cản thì phải có tài một vài điểm, còn sáng tài sáng bọng từ trang dưới cho cô chú anh chị mình luôn. Một con Mazda có nhu cầu chốt cho em, con này hơn 330 mấy triệu, bao hồ sơ cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, xe đẹp. Em nói chiếc xe này xe đẹp, xe một đời chủ, một đời gia đình đi. Chia sẻ rõ ràng chi tiết đến với cô chú anh chị mình. Sau con Mazda thì em cũng nói rõ ràng ra trước sân, em sẽ chia sẻ cô chú về con xe cỏ cỏ để phục vụ xong ra cho bà con cô bác anh chị mình đây. Đây mà bên này like thì em like cô chú một vẹt Sinter 135. Xe thì em nói cô chú anh chị nó thẳng lắm. Chỗ nào tài lỗi em báo liền, xe này không tài không suốt. Rất là thẳng cho 135. Thì một chiếc xe cô chú nghĩ đi, nó có tài trước thì nó giá là bao nhiêu tiền? Mà cái bên kia bán 11 12 triệu đầy, anh chị mua xuống kho, em ở trong mua, em bán lái có 8 triệu rưỡi có xe Sinter 135 rồi. Nếu cô chú chị có nhu cầu mua, xe này rất đầu cầu khó tùm lum tà la, nó trong xe độ chọc cũng có đủ loại rồi, gấp tiết thiếu này thiếu kia. Nhưng con này quá đẹp luôn anh chị ạ. 38B1, con này bán cô chú chị mình 17 triệu 16 triệu 800 tại cửa hàng. Em nói cái xe máy chiên từ đầu đuôi không lỗi không một miếng. Chỗ nào lỗi trả xe em trả tiền. Em bán hàng em nói cam kết với khách hàng. Con xe này lỗi miếng nào? Máy là ở đây em thay nhớt mới cô chú chị trong máy luôn nghe. Nhớt 300 máy một lon này. Bình điện là bình mới, em cam kết cô chú chị bình đã quy mới luôn nghe. Chứ không phải bình cũ theo xe đâu. Chân giò rất sáng, cái này em để trong nhà nó bụi bặm em mới đem ra ngoài đây. Để em chia sẻ cô chú anh chị mình. Ngoài ra tiếp theo một con nữa, con này cũng khá dữ luôn. Vì xe của em cái con nào lỗi là em sẽ báo lỗi cô chú anh chị, mà con nào không lỗi là em sẽ nói chính xác không bị lỗi. Trong ngoài tem dưới nghe, tem bọng áo quần nghe, kể cả đầu máy chiên nghe, con nào chất em sẽ báo chất, chuyên em sẽ báo chiên như cô chú anh chị có một khẳng về. Ở xa tới mà, con này là 36B3, 17 triệu con này bán tại cửa hàng là 16 triệu, ship đi là 16 năm. Anh chị nhớ giùm em tiền nào của đó, không có gì rẻ mà ngon, chất lượng em đưa ra, con nào em sẽ chia sẻ cô chú anh chị mình hết tình. Chứ không phải em nói là cái xe này anh chị coi nhìn vỏ bánh này, nó phải được dài cú như vậy này. Rồi chân giò của nó chị coi có xét rỉ không, đồ đạc như thế nào ra làm sao đó cho một con Adventure 135. Rồi quay trở lại bên này thì em sẽ chia sẻ cô chú những dòng xe Future và xe Air. Thì đây là một con Adventure 1 can. Thì chiếc xe này cô chú anh chị đã từng chia sẻ qua chưa, nhưng mà đã chia sẻ con xe này cô chú sẽ mua con xe này chạy đi, tại vì một can thì nó mắc hơn hai can. Cô chú hiểu là sử dụng trong gia đình, ví dụ như mấy chị mấy anh ở đây chung là con cái mấy đứa nhỏ trong gia đình đều đi được hết nha. 61C1 thì con này em bán tại cửa hàng là 19 triệu. Xe này vỏ bánh là như mới nghe cô chú anh chị, còn râu luôn. Đi thêm một cái đĩa sau, nó một càng là không có đĩa sau nghe cô chú anh chị lưu ý giùm em. Rồi tem là áo riêng tem riêng nghe. Chưa sân dặm bắn thuốc mới lột keo nghe. Máy là nồi riêng nghe, đầu nồi riêng hết toàn bộ, cái máy nổ nhẹ xe điện, em không cần phải nổ máy, em đã nói chính xác cô chú anh chị mình. Có 19 triệu đồng đây, chỗ này có tài một chút xíu, nhẹ xíu đây là em chỉ rõ ràng, còn chiếc xe không lỗi chỗ nào hết. Tem chiên áo chiên em bao lột cho cô chú anh chị mà luôn, bao lột bao xài luôn. Đó, em nói rõ ràng, con nào như thế nào ra làm sao em nói chính xác. Sau con hạt một càng là tới một Future, thì con này nó thì nói chung nó không có mới lắm, mà nó cũng gọi là ken, nhưng mà nó rất là đeo. Nói chung có một vài chấm tài nhỏ nhỏ thì mình không có mẫu đời cuối của đâu Future mập cô chú anh chị 2018 nha. Đó, 2018 thì có trầy một vài chấm, máy thì ok, khỏi cần bàn cãi nghe cô chú anh chị mình, chân lốc rất là đẹp. Mà 2018 cái màu là màu cuối cùng màu hộp thời điểm này nghe. Chứ thời điểm trước là xe này bán vào trên 20 triệu, em nói thật cô chú anh chị mình luôn. Tuy phục EX rồi CB nghe, phục này thì nói chung cũng 3 triệu mấy một cặp, chạy thì Vivo tình đời. Vỏ bánh trước sau dày cui, biển số thị xã Thủ Dầu Một. Em bán con này tại cửa hàng cho cô chú anh chị 16 năm. Ship đi 17 triệu đó, 2018 em báo cô chú anh chị rõ ràng luôn. Nói xe đây xe đời cao hết, em bán những con nào chi tiết ra làm sao thì cho cô chú chị mình coi đó. Một vài chấm trề nhỏ nhỏ con xe khá thẳng, thẳng lắm đó cái màu này. Rồi tiếp theo là một con Future mập biển số 69H1, thì con này thì chia sẻ cô chú chị mình tại cái hàng là 16 triệu để ship đi cũng là 16 năm. Thì con này nó lại thấp đời hơn con này một chút, nhưng nó cũng là đời cao rồi, lốc xám cô chú anh chị mình ơi.
màu đỏ đen nghe xe rất là liền lạc từ đầu đến đuôi, từ chân tới giò. Chia sẻ cô chú anh chị mình thấy hợp lý, hợp like, cứ chốt đơn chốt like cho em sẽ quay chi tiết rõ ràng hơn, điểm trầy điểm xước điểm độ chỗ nào em phải diễn tả cho cô chú anh chị mình hết tình và hết mình. Rồi tiếp theo là một con 59V2 này, thì con này là một con future đèn led, nhưng con này em mua cũng hơi lâu rồi, cũng hơn nửa tháng rồi. Thì con này bán cô chú anh chị mình tại cửa hàng là 21 triệu nha, 20,5, chốt đơn luôn, em xả luôn, xả lỗ ra, bên em mua 23 triệu và xả, và xả nhiều không biết nè. Thành ra là trong gia đình là mỗi người quay một cách khác. Thí dụ như cửa hàng của em á, mà khi em quay bán hàng á, mà mình có con mình đặt tay, có của mình bán rẻ bán mắc là chuyện của mình, chứ còn cô chú chị đừng suy nghĩ cả mỗi người bán một giá. Nhiều khi bà xã nhà bà chốt 3-4 chiếc xe người ta mà không đủ tiền, may lái xe mà không đủ tiền phải lên like để xả xe bên này lái xe bên kia. Còn chuyện mình mua bán mà ai thương mình hiểu cho mình thì cái nghề làm dâu trăm họ này cũng rất là phức tạp. Thành thử là trong cái tâm nguyện mình thôi, cố gắng hỗ trợ. Anh Hòa ơi, em cũng gửi cho anh Hòa ở dưới An Giang một chiếc xe. Nói chung là không phải là mình làm từ thiện gì, giúp đỡ người hoàn cảnh khó khăn. Anh xin chiếc xe về anh đi chở Phúc Nam, em mới gửi cho chiếc 2 triệu mấy, chiếc Attila máy còn ngon lắm, nó trong chạy Vivo. Nhưng mà mình những chỗ nào mình nên đáng, ảnh diễn cả hoàn cảnh ở trong chùa rồi ảnh đi làm thuốc từ thiện cho bà con nghèo ở quê. Thì không phải mình nổi khoe khoang trên này cả chỗ từ thiện hay chỗ gì, nhưng mình cho người ta những cái gì, một vật gì. Nhiều khi anh chị nghĩ đi ra đường mà cầm 100 triệu phạch ra cho người, là người ta xin tiền cho người ta 2.000 ở giữa, coi như là đi đâu phải đi cho tiền cô chú anh chị mình ơi. Tấm lòng thầm một thầu thiện nguyện của mình thôi, còn đó là khoe tiền chứ phải cho tiền. Tâm mình sao mình nói vậy, còn ai làm gì sai trái với lương tâm. Tại vì mình, tại sao mình ở nhà em cũng ba mẹ ăn cơm chay nghe, nhưng mà em không ăn cơm chay, ông già mất rồi còn bà già. Tâm sự khách hàng mình vui thôi, nhưng mà em không làm được việc tốt, nghĩa là việc tốt mình làm biết bao nhiêu cho đủ, bao nhiêu tốt, nhưng mà ngược lại cái những câu nói ngôn tục của mình nó còn không được phù hợp lắm. Thành thử mình không nên làm cái điều lệ mà bị sai thôi. Cái gì ở trong tâm mình, ở đâu cũng có Phật, ở đâu cũng có Chúa ở trong tâm mình. Rồi sau này những người cha nhà thờ hoặc những người sư nhà chùa, người ta đâu có dạy mình điều sai đâu. Người ta cũng học ta bằng cấp chữ nghĩa thạc sĩ tiến sĩ không đâu phải là ít đâu cô chú anh chị mình. Nhưng mình lạm dụng cái điều đó để mình lái mình làm sai là do tội lỗi do bản thân mình tự gây ra. Chứ những người lớn như cha sư lúc nào cũng luôn tôn trọng, em phải ở cửa giữa. Nó thật lòng em cũng không bao giờ gọi là đi đâu hết, nhưng mà cái ngày tới ngày Noel đi nhà thờ, tới ngày rằm thì ngày tháng 4 tháng 7 là em đi chùa. Tại vì đó là cái tâm nguyện mình, bên nào cũng là người tốt hết, nhưng chứ đừng phân biệt một phe phái nào hết. Người nào cũng là tình thương, người nào cũng dạy cho mình điều hay lẽ phải, đúng không cô chú anh chị? Cũng như con người mình thôi, còn ai hiểu được về nhau về cái chuyện mà bán hàng thì người ta chú nói vậy tôi nghe hợp lý hợp tình, anh nói vậy em nghe hợp tình, chứ còn biểu quần thiện thấy của mình thì mình đâu có gọi là tốt được hết. Tâm nó sẽ tà tâm chứ, đúng không cô chú anh chị mình? Làm sai rồi thấy mình tà tâm rồi đó. Chia sẻ cô chú anh chị mình này, một con phiêu trễ xe dọn full nguyên con, dọn từ trên xuống dưới, từ A tới Z, từ chết thì thương luôn, trong ra ngoài nghe. Lốc giữa chưa trẻ, đầu có cậu hỏi, xe dọn quá đẹp, em mua quả Quỳnh Tiên. Xe này là em mua xe này 30 mấy triệu, thì xe dọn future mà anh chị coi lúc thịnh hành thì có 35-36 triệu, nhưng hôm nay em bán cô chú chỉ có 29 triệu. Em mua 33 triệu vẫn lỗ 4 triệu, nhưng vẫn cười. Trong khi mình quán hàng mà có, tại sao chứ mình mới về mình lời 3 triệu một sớt vậy. Đó những xe độc mà có những chiếc mình để là mình lỗ 3 triệu, mình là cam ràm thì có này có kia, đúng không cô chú anh chị mình ơi? Cô dì chú bác mình đón nhận này đây. Tiếp theo là một con siêu nhân, thì con này không có mới can xà beng, nhưng mà nó rinh toàn tập nha, từ tán dưới em bao anh chị cô chú anh chị mình chưa sân dặm bắn túc cô dì chú bác ơi. Đó coi con xe giùm em nè, vàng lông vàng lá rất là khít khe, không hở không dễ ngày đó, em chưa rửa nước lạnh đâu cô chú anh chị mình nhìn. Con siêu nhân thì cái tầm tiền này thì nó chỉ có 9,5 triệu tại cửa hàng thôi. Thì bánh mâm mà cô chú anh chị chạy đâu cũng được, khách xe ngon, em bảo hành 1 năm có 9,5 triệu thôi. Đất bọng tem còn hết hộp sen gạch te, đồ chân giò không xét lý, mới tôn tuần tuần ngay, nhưng em chưa có rửa. Tại vì bỏ đây thì nhiều khi máy điện tử nhà nó không kiểm toán được cái xe nào rửa trước và rửa sau. Thì đó em chia sẻ cô chú anh chị mình siêu nhân. Rồi tiếp theo con này thì nó quá đẹp, đẹp long lanh tự nhiên thục, cho đây thò lòi đây chị đặt. Nó nổ máy em ơi, thì xe ga bản nổ như chó thở em nói thiệt luôn. 54T5, mình không phải quảng cáo tầm bậy đâu nè, 16,5 triệu là em chốt like cô chú anh chị, con sáng đẹp không tiền khoáng hậu nghe cô chú anh chị. Nó đẹp thì mới diễn tả đẹp được chứ, con người xấu quá mà biết mình nói người ta đẹp, mình cứ nói nịnh thôi. Cái thật ra đẹp chỗ nào, điểm nào ông chỉ tôi coi nè, ông chỉ tôi coi xe coi, nhưng mà đó em thật tâm.
người ta mình cứ khen thật lòng, người ta đẹp điểm nào, lỗ mũi ha, cặp mắt hai, cái miệng hai, duyên dáng đi ha, con người cao ráo, nước da trắng như thế nào, cũng như một chiếc xe mình diễn tả nó như bộ máy một con người thôi. À, nội tạng từ trong ra ngoài cũng như bộ nội tạng của mình, rồi ngoài vỏ bánh như quần áo mình thôi. À, mặt đẹp thì nó đẹp, rồi chân giò dép viết vỏ là như đôi dép, nói chung chiếc xe là cái não của nó như một con người. Ừ, đẹp đó, một con này. Rồi AB nghe cô chú anh chị mình, sau AB em sẽ chia sẻ xã cô chú anh chị mình 25.500.000 một con xe này tại cửa hàng. Em này là em GT cô chú anh chị mình ơi, nêu GT 207 nghe, biển số 70 Tây Ninh. Ai về Tây Ninh thì bán bánh in, đúng không? Đó, em chia sẻ vỏ bánh trước sau là rất là khá nhộn diễm ở. Chiếc xe GT đầu có cầu khói, máy giữa chưa có trẻ đó. Em chia quay GT cô chú anh chị mình coi tham khảo GT. Đúng GT nghe. Còn con nào neo kim sẽ chia sẻ cô chú anh chị mình neo kim. GT đây mọi người ơi, chia sẻ với em GT này đó. Đẹp đều nghe, em quay từ từ chậm rãi cô chú anh chị mình quan sát theo dõi nghe. Rồi 25.500.000 cho em neo GT. Và sau GT mình sẽ đến một con Future mập 59E1. Thì con này nó không có mới, gọi là Ken. Nhưng thời điểm nó mua 6-7 cây vàng của chú chị mua xe tem bọng đẹp nha. Đồ còn thẳng lắm, có 13 triệu thôi. Không phải em nói tào lao bí đao đâu, nhưng mà đồ em người thật việc thật nè. Gắt chân gắt giò, chân chống giữa cặp lóc mà chưa sơn dặm, đồ cũng khá thẳng, thẳng đều rồi. 13 triệu không có gì sai đi, 10.5 có, 11 có, 12 có, niền bọng trước sau chân giò sáng trưng cho một em Future này. Thì cô chú anh chị mình chốt like, chốt đơn, chia sẻ với em con Future có 13 triệu đồng tại cửa hàng. Còn đây là một con neo kim. Thì nói chung là cái mặt trước đẹp rồi, em không cần quay cái mặt trước đâu. Nếu cô chú anh chị có nhu cầu em sẽ quay gửi trực tiếp cô chú anh chị mình coi, đúng không? Cô dịu bác mình coi thoải mái. Neo kim đi dàn áo FP. À, lốc đẹp ngay cái chân giò, cái này cái đằng số nó lâu ngày người ta không đi, người ta bà mày ra cái đẻ lắng mưa xuống là bị ten. Cái đó mình dặm cái giò là không thể tự hát nghe cô chú anh chị mình. À, lông lá này, chân giò ốc nhái này. À, 61D2 xe ngay chủ nghe tên. À, bạn em đi xe này, em chia sẻ cô chú anh chị mình luôn. Cái số cũng đẹp rất tâm huyết. Thì con này hôm nay để cho cô chú anh chị mình tại cửa hàng giá 23.5 thôi, tại vì em xả này. Em mua của bạn là 24 triệu nhưng mà em xả 23.5 luôn cho cô chú anh chị mình chốt đơn luôn. Neo kim đầu đinh nào đi nghe cô chú anh chị mình. À, mình phải nói rõ ràng để cô chú anh chị mua được neo kim. Neo kim thì hàng mười mấy thôi, trong là hàng hai được, nhưng mà được cái máy chưa rớt đầu tiên thì tất nhiên là nó sẽ có giá cao hơn. Thì cô chú anh chị mình chia sẻ với em, còn siêu trời này không có mới nhưng mà rất là ngon, máy là cực kỳ nghe. À, chị chạy đi làm thì nói chung là 59D1 này. À, em quay chi tiết đó, cái tem nó có trầy nghe cô chú anh chị mình. Bên kia không có, bên này có là em quay liền. À, bô bọng còn này, niền goxi trước sau còn hết nghe, xe về là chạy. Nếu cô chú anh chị mình có nhu cầu chia sẻ cho em để cho 12 năm. À, còn bây giờ em nói anh chị là 10 triệu cũng có Future mà xe giọng gớm lắm, người ta xịt cho tháng gớm mình mua không có nổi. Mình nói là cái rẻ nào cũng có cái rẻ, cái rẻ là có giá trị của nó. Mình nói là người ta nói bánh giòn có giá của bánh giòn mà, đúng không cô chú anh chị mình? Em chia sẻ luôn, bây giờ tới dòng rồi XFA này, xong có qua dòng quay bài lắc này, dòng lại kia cũng còn ít xe nữa, em chia sẻ cô chú anh chị mình luôn. Mà nhiều quá quay không có nổi đâu, mỗi ngày chỉ làm một đoạn video để là còn một tiếng đồng hồ, là còn một đoạn ngắn ngắn để cô chú anh chị mình có thể chia sẻ với em. Đây. Rồi rất nhiều con này 94 bạc liêu thì anh chị cũng biết rồi, con xe tem xanh không tắt đèn, đề cao trong này cũng con 70 này. Con 70 này thì có thể nó là ra vào 13 năm thôi. 2020 nghe cô chú anh chị, 21 gì đó. Xe này là chung là xe đẹp lắm, nhưng mà nó cũng có trầy trầy một vài chấm, nhưng mà xe không có tắt đèn, xe nhập nghe, đời sau cùng. Thì cỡ 13 năm thôi. Còn con này thì 94K1 bánh mâm bản xì bốt thì em mua cũng cao rồi, nếu anh chị chốt đơn con này để cho 17 năm. Tại vì con này là mua cao mà xe đẹp anh chị ơi. Không tắt đèn ngay bản C-Bot, lốc liếc lại em nói là đẹp lắm. Nhưng mà em có rồi đó, để trong này bụi bặm cả ngày. Có 200-400 chiếc xe đâu. Đây là em chia sẻ hết tình với khách hàng. Quay Black như 94 này đẹp quá. Thì giờ 13 triệu em chốt đơn tại cửa hàng của chú anh chị. Black bắn 13 triệu dữ. Em bán qua con em quay chị coi đó có 8 triệu rưỡi thôi. Cũng đã có quay Black rồi mà đợi thách. Con này 220 là nó đẹp. Thì em mới nói cô chú anh chị mình sẽ đẹp. Cái này thì em cô chú anh chị mình cứ theo dõi chi tiết, em gửi hình cho coi. Còn con này cũng vậy luôn. Con này em như đợi 13, 15, 13 bán 12 năm. 12 năm Black ấy không có gì sai, hai mấy triệu cô chú bánh mâm nghe. 20, 19, 20 đó. Xe này xe thẳng quá. Đều đồ. Cơ màu xanh và con màu đỏ.
lốc đến gì coi. Quá thẳng cho em xe này. Thì chia sẻ với Thái Bảo cái nào mà em nói thì cái nào của chú thấy vừa lòng, vui vẻ, chốt đơn không? Còn đó, tiền còn đó, xe còn đây, tình nghĩa anh em vẫn còn. Ở con này thì bán cái cha 9 triệu 8 triệu 8 chỉ bán luôn cô chú anh chị mình. Đó 9F1. QA cũng nói chung đẹp đều lắm, 8 triệu 8 thôi. Thì 8 triệu 8 cô chú anh chị mua xe này thì đi làm thì 10 năm nữa bán được 7 triệu chứ có đường mua lỗ hơn cô chú anh chị mình. QA 100 mà sáng thẳng cũng thẳng mà. Đó thì em cũng phân giải rồi. Cô chú mình chốt đây, chốt đơn thì chia sẻ với em cái chân giò cái xe này em quay. Đó, cái nào mà xét rỉ một gập gãy gấp em sẽ báo rõ ràng. Rồi con này thì ông vẫn mắc. Lúc em mua 13 triệu lần cô chú anh chị mình ơi. Nhưng mà giờ em bán cô chú anh chị mình là 4455 là người ta sợ định danh định nghĩa nó mất cái số, nhưng không có định danh định nghĩa đâu. Cô chú anh chị này chịu chơi, mua xe gì chạy cái số đẹp không? Cù lũ mà số lay. 44455 không có lùi một bước nghe. Cô chú tí giờ em đẻ cô chú anh chị 105 thôi. 103 thôi. Con xe máy zin nghe cô chú anh chị mình chưa động gì hết. Về chạy mua mới dù sao nó cũng hâm mấy triệu. Mà em thấy thị trường bây giờ cái giá nó dài thì mình cũng chia sẻ với nhau thôi. Hai silo. Rồi tiếp theo là một con này là một con 59Z2. Thì em sẽ chia sẻ cô chú anh chị mình là 12 củ khoai. 12 triệu là tại cửa hàng nghe. Vì con này là 2020. Cái màu xám nhám này cũng rất là ít. Mà xe chân giò anh chị coi, em quay không phải em nói láo láo gì nè. Luôn có xét lại không nổ miếng nào hết, đồ cũng đẹp lắm. Xe đều có 12 triệu đồng. Đó. Chứ còn xe đời thấp thì cô chú anh chị mua 7-8 triệu em cũng có xe đó. Anh chị mình chọn loại nào thì có loại đó, mà thương Thái Bảo thì ủng hộ Thái Bảo thôi. Chứ còn chuyện bán hàng mà nó như một trang giấy mà gỡ không ra tờ nó cũng như không, đúng không cô chú anh chị mình? Đây là sách xì mô su xì mát đi cô chú anh chị mình ơi. Su xì mát này thì em cũng nói luôn, nói chung màu đỏ vàng lông thì zin luôn. Đầu mà em mới cầu khói nghe, tại vì đầu nó hở bạc lỏng bạc. Còn xe này vẫn đẹp, em về mới làm chân giò nó đều lắm. Lốc liếc nó sạch sẽ không có xét lị, mà đi làm mình mua Trung Quốc là bao nhiêu tiền rồi. Con này em bán cho cô chú anh chị mà có 5 triệu 9 17K4. Mà cái xe rẻ tiền chỉ có mấy cái gấp của nó, đồ xu chất lượng đó, để mới chia sẻ chính xác đó. Để cái yên sách xì mưu xu mất có mưu rồi đây đó, nó nứt một miếng cho đó thì em chỉ rõ ràng. Anh chị em đi làm thì cần chỉ điểm đó, em mới chia sẻ xu mạch này rất là ngon, cái máy nhẹ như cái bông hồng. Rồi sau số xì mát em đã chia cô chú anh chị một con này là tiếp theo quanh pha đầu rồng. Thì cái mỏ neo á, đem rồng á, để trong xe chân đều lắm. Cái bắt em thay cho cô chú anh chị mình. Lao ngàn xét cái bắt quá, nhìn là khó nhìn. Còn chiếc xe thì em nói là ăn liền. Máy em ru, lông lạ rất là đều. Có 9 triệu rưỡi cho quay pha rồng. Không bể không nứt nghe cô chú anh chị mình. Bể nứt là em sẽ báo rõ ràng là không bể không nứt luôn. Nhìn xem giùm em xe này 6212 9 triệu rưỡi, bán cô chú thì mình 9 triệu 3, chia sẻ hết lòng luôn. 300 cũng like, 400 cũng like. Còn trong nhà em còn xe rim Trinter 81 đồ tầm lâm tà la rất là nhiều nữa. Cô chú chỉ coi những con xe này, nhưng mà em siêu nhân lốc xám đời 23-24 thôi, nó đẹp lộng lại tình đời. Xe lông có dặm nghe cô chú anh chị mình, dặm nhẹ, biển số 77H1. Thì con này chia sẻ cô chú anh chị mình 10 củ khoai ngay tại cửa hàng nghe. Còn ship đây chia sẻ lên ship cho em. Siêu nhân rất cứng nghe, máy zin nghe. Có chân giò nữa. Lốc xám mà. Đời sau rất cứng, xe không lỗi, máy zin. Chia sẻ tại cửa hàng 10 triệu nghe. Còn ship đây là chia sẻ thêm cho em tình thương bánh thương. Cho em có đủ loại, đủ mẫu, đủ mã xe. Lai nào cô chú chốt là em chốt bánh băm zin nghe. Đó, còn xe thì còn rất là nhiều. Cứ quay được con nào của chú anh chị mình chốt đơn là mình sẽ có duyên thì đến với nhau, mà sẽ có duyên sẽ đi. Nói chung là có duyên thì mình sẽ có chồng mà có vợ thôi, mà vô duyên thì đối diện cũng không mua được đâu. Một con quay RX110 thì cô chú nhìn con xe đó. Trước khi quay xe là anh chị đừng phẳng về em nghe, quay xe cái em để vô tay liền đó, nó có tay đó. Nói là có sách mắt có chứng lốc này, xe chân giò rất là thẳng, tem bọng là ok, mặt nạ lớn nghe. Đời sau 93P1, con này em bán có 9 triệu rưỡi thôi. 9 triệu rưỡi mà anh chị tới hàng để 9 triệu 3 thôi. Tại vì xe cứng nha, còn tầm này 7 triệu rưỡi 8 triệu đã có xe cô chú anh chị mình rồi. Mà về chạy không có được đâu, cái chân vỏ xét hết trơn liền. Cam này vỏ bánh mòn như cái gì, con xe em vỏ bánh này, nó mới cổn. Cam liền bánh vỏ còn mát, ốc nhái cô chú anh chị mình còn xe. Em quay từ từ nè. Nó có một điểm trài bên kia thôi, còn chân vỏ máy móc là riêng nha.
nổ nhẹ như thế mai anh chị quan sát lắm. Đó em quay vậy, không có sát rỉ nổ miếng nào, cái nào hư hại em sẽ báo chị hư hại đó ra. Còn con này con 43 Đà Nẵng thì con này được có cái là đầu nó riêng như con chú, xe nó có tài, nó là xe tài. Mình phải nói xe tài chứ không phải nói mới. Mâm là mâm chinh, xe tài máy chinh. Thầy có 8 triệu đồng thôi, cô chú 7 triệu 9 á. Cô chú mình chạy đi làm á, em nói thiệt muôn thu muôn đời. Đi trong dung, trong rải, trong lô cô su hay đi cày thợ hồ sân nước, cứ đem nó nổ máy một cái loại cá lau kiến bồ lâu này ngon, có 7 triệu 9 ca. 43C1. Em giảm hết mất luôn bên mâm chinh, xe chân giò cũng khá lắm nha. Chứ không phải tàu lao với đâu đó, anh chị coi con xe này chốt lại với em. Rồi như con này là một con 67 nghe, 67 thì con này đi nguyên cục máy chim thái, anh sẽ báo cáo rõ ràng. Cục máy chim thái bên em để cô chú anh chị 16 năm này. Xe của anh Tuấn này, em bán em chia sẻ cô chú là 67 em đi nguyên cục máy chim thái, em đem về em bỏ cục máy thái cho em chạy này, nó rất là nhẹ nhàng. Em mua cục máy gần 7 triệu 6 triệu mấy đó cô chú anh chị, mình không có rẻ đâu. Thì em dọn chiếc xe này cũng rất là nhiều, em cũng dọn tâm huyết yên vọng này nọ là em tính chạy uống cà phê. Thì đây mà anh chị nào thích là em chia. Đây là một cái bô đời 72 nghe, mà cái bô này bô zin nghe cô chú anh chị mình, em nói thiệt luôn nhưng mà nó xạo xạo gì bô zin. Một cái bô zin của 72. Đầu nòng kim thái cục máy khô rang để 10 ngày không có hột nhớt. Tại vì máy này em mua cục máy zin bỏ dùng, thì em làm dùng. Ghi đông cầm đèn còi xi nhan đầy đủ hết. Nói chung xe cũng thẳng. Nó cũng đều lắm. Thì 16 năm cô chú anh chị mua 67 mới hay mua con này chạy mà chạy ngon lắm. Em nói thiệt không phải nó ngon, em chạy em biết mà. Em đi nhậu đâu, em đi cùng công việc cũng cà phê có đi xe này không? Nhẹ nhàng, gọn gàng, dễ chia sẻ cho cô chú anh chị mình. Đây là một con rim thái, ví dụ như rim thái này thì ngày xưa á mà mua là 10 cái vàng đó không cô chú anh chị mình, nhưng mà bây giờ mình bán ha, 3 chỉ vàng, chưa được 3 chỉ nữa. Thì ăn lỗ hết 97 chỉ rồi. Thì biểu là hoàn thiện 100% mới làm sao có được. Người ta chỉ dọn full xe, dọn đẹp những món đồ nó còn như phục còn này, ba má đầm đồ còn, cốt đồ còn á, là người ta bỏ lô lại cho mình thôi. Còn thật ra dàn lông thì đã dọn rồi, thì anh chị cũng biết dọn mà dọn full kiểu này. Con này 15 triệu tại cửa hàng này, ship đây thì phải được ship đây. Thế còn anh chị thử mua một đêm thái về đi. Mua cái đêm thái về anh chị thử bỏ dọn. Rồi anh chị bỏ dọn giùm em cái coi. Thử bỏ đêm thái dọn coi. Anh dọn giùm giống vậy tôi cái, anh dọn chị dọn được em cùi thành hàng mặt tử. Đêm thái có nát cỡ nào anh chị mua nó cũng rơi vào tầm 8-9 triệu một con xe. Mai dọn xe cho mình đánh giá được từng lấy nhiêu tiền. Thì cô chú chị thích đam mê con xe này chia sẻ với em. Đó. Dọn đẹp lắm nghe. Đi vô tăng tiếng nghe cô chú anh chị mình, dọn giờ mà vô vô đó là người ta chịu nổi nhiệt, người ta tâm huyết, người ta cần tiền đóng học cho con này nọ, người ta sẽ bán xe đi. Thì đó là em chia sẻ thật lòng, người bán xe cũng như em. Hôm nay những con Winner thì em nói cô chú anh chị, rồi Winner thì em có rất là nhiều chiếc, nhưng mà với những cái chiếc xe thế giờ giống như mà bây giờ hiện tại á vẫn rơi vào cái giá mà ví dụ như tầm tiền á 16 năm có Winner ít rồi cô chú anh chị mình nè. Giá cũng hợp lý lắm, như con này cũng 8 triệu là có con RX vô lông. Mình đến ABS thì nó cao hơn, con trang dưới 20 triệu. Còn V1 thì nó có 14 triệu đến 16 triệu một chiếc Winner V1. Thì anh cô chú anh chị mình coi thì chia sẻ chốt đơn với em, chứ một số lượng xe thì rất là nhiều. Trong cửa hàng vẫn còn rất là khá. Thì hôm nay em làm một clip tới đây là chia sẻ cô chú anh chị khách hàng. Mà sau giờ làm clip mình còn giờ tâm sự chia sẻ với khách hàng mình nữa đúng không? Tại vì sao? Mình bán hàng được anh chị em ưu ái ủng hộ rất là nhiều. Quan trọng nhất là cái cửa hàng mở được bao nhiêu lâu. Và mình nói thật anh chị luôn, mình bán hàng mình tâm sự luôn, mình có hộ khẩu thường trú đây hay không thôi. Mình ở được lâu chưa? Rồi chiếc xe này mình bán cô chú anh chị mình rủi như 1000 chiếc xe, có 1-2 chiếc xe tranh chấp. Mình nói thật lòng luôn. Rồi bây giờ bán nhầm xe tranh chấp, rồi mai mốt anh chị mua đi 1-2 năm đi. Đủ nhân tranh chấp rồi ai là người để đứng ra trả tiền lại cho cô chú anh chị mình đúng không? Nhưng với em là bây giờ chính thức là người ở đây và sống đã được đây hai mấy năm rồi mà làm ăn thương trường rất là uy tín. Thành để cô chú anh chị mình cứ yên tâm mua xe bên em. Thì trong cuộc đời đó, nói mà có sơ suất mà nói dốc nói giỏi á, mà tôi làm xe không bao giờ có bị dính. Lâu lâu một vài năm cũng bị một chiếc xe hai chiếc xe, đủ như bạn bán cho mình mà mua có lái mà cái rồi mua có lái xong cái anh em giao cho mình là gặp cái xe tranh chấp. Nhưng mà tranh chấp sau cửa hàng mà người ta bán á, kiểu như là nhỏ nhỏ cái mai mốt ở các nơi bên ngoài Bắc người ta vô nó làm rồi người ta lại đi. Thì cái tiền này ai trả cô chú anh chị? Một em là vĩnh cửu con cái học hành ở đây, gia đình ở đây, công việc ở đây rồi. Để cô chú anh chị yên tâm
đừng bận tâm, cứ mua xe của em, rủi như 1.000 chiếc xe có 1-2 chiếc xe xúc, em sẽ hoàn tiền đầy đủ cho cô chú anh chị mình. Chứ còn nói thật, làm thợ mộc còn đập đinh mà cô chú anh chị mình thì đục hào ngày cũng đứt tay, cái làm sao hoàn thiện 100% được. Đó là thật tâm sự thật lòng của người bán xe cũ như em. Thì thôi, cuối cùng cho em Thái Bảo xin cảm ơn và tri ân đến cô chú anh chị mình trên mọi miền đất nước, cũng như là các những cha những sư, hội từ thiện, anh em hội kiều bào ở đền học đồng hành ủng hộ chia sẻ cho Thái Bảo trong suốt thời gian qua. Thái Bảo chỉ biết vạn lần tri ân đến cô chú anh chị mình, và luôn luôn cầu chúc cho cô chú anh chị mình, bà con cô bác, cô dì chú bác, em nhỏ, những cụ già một ngày được bình an, một năm sẽ thành đạt, cả đời sẽ thành công. Cụ già thì sống lâu trăm tuổi, mãi mãi bên con cháu, còn nhà em nhỏ luôn học hành chăm ngoan, là người con ngoan của ba mẹ mà người con ngoan của một gia đình, và cùng là làm việc tốt cho xã hội. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú, cô dì chú bác, anh chị trong clip tiếp theo trên kênh YouTube Xe Máy Thái Bảo. Em xin chào.